Các bạn thân mến, nơi đây là ngã ba bến đò Bình Thắng. Hướng ống kính các bạn đang xem là ra Lăng Ông Nam Hải. Còn đây là đường về Ủy ban nhân dân xã Bình Thắng và ra đường Đồng Khởi. Hôm nay, mình cùng các bạn đi trên đường Lê Phát Dân hướng về chợ Bình Đại. Trước hết, mình ghé thăm một nơi rất quen thuộc mà mọi người dân Bình Đại không ai quên được. Trước mặt các bạn là ngã ba dòng sông Bình Châu. Phía xa là ra sông Cửa Đại. Trước đây, hơn chục năm, nơi đây là một bến đò lớn của huyện Bình Đại. Là nơi vận chuyển hàng hóa và đưa rước khách từ Bình Đại về Bến Tre hoặc qua Mỹ Tho. Mỗi lần đò đi hay về, nơi đây giống như một khu chợ nhỏ, rất đông vui và tấp nập. Bây giờ chúng ta đi tiếp các bạn nhé. Đoạn đường này thuộc ấp 2 xã Bình Thắng, cũng như ấp 3. Nhà cửa hai bên đường mọc lên san sát, trông rất chật chội. Ở đây gần tháng trước cũng có vài ca nhiễm COVID-19. Nay dịch bệnh đã hết rồi. Chính quyền xã đã bãi bỏ giãn cách. Tuy nhiên, người dân cũng ít ra đường. Vì vậy, đường xá cũng chưa đông lắm. Những năm trước đây, trên 90% dân Bình Thắng sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Ngày nay, lượng tôm cá ở sông biển đã dần cạn kiệt, nên người dân phải chuyển đổi ngành nghề. Bên tay trái các bạn là con kênh Bình Thắng. Trước đây rất rộng và sâu, các chuyến tàu ghe thường về đậu ở đây, nay đã sửa sang làm kênh thoát nước rất sạch sẽ. Phía xa là trường tiểu học Bình Thắng, nay đã xuống cấp. Người ta đã phá bỏ ngôi trường này để xây mới trên đường Đồng Khởi. Và học sinh đến đây học cũng được vài năm. Đến đây, chúng ta đã dần bước vào thị trấn Bình Đại. Ở đây, nhà cửa cũng khang trang hơn.
Trước mặt các bạn có một ngã ba là đường thông qua chợ cá Bình Đại. Đây là đường thông qua chợ cá Bình Đại nè các bạn. Đã đến chợ Bình Đại rồi. Trước mặt các bạn là chợ Bình Đại. Cảm ơn các bạn cùng đồng hành. Xin chào tất cả các bạn.